Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Giờ Thứ 9. Kính thưa quý vị, các cụ ta xưa có câu thương nhau như chị em gái, sái nhau như chị em dâu để khẳng định tình yêu thương giữa chị em gái với nhau. Tuy nhiên, trong cuộc sống, mọi thứ không phải lúc nào cũng đúng tuyệt đối và sai tuyệt đối. Như chị em gái cũng có lúc mâu thuẫn, cãi nhau nảy lửa đến mức không nhìn mặt nhau. Hay như chị em dâu cũng có khi thân nhau, yêu thương và quý trọng nhau như chị em gái. Vâng, chúng tôi viện dẫn ra câu của các cụ để nói đến tình cảm trong gia đình giữa những người con gái với nhau. Có thể cách ví von có phần hơi quá, hay sự ví von có thể đúng, có thể sai. Nhưng giờ thứ 9 hôm nay, xin được gửi tới quý vị một câu chuyện mà chúng tôi tin rằng sau khi nghe xong câu chuyện này, mỗi quý vị sẽ có những cách hiểu, cách lý giải của riêng mình về ý tứ cũng như nguyên nhân câu nói trên của các cụ nhà ta xưa. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi câu chuyện Xin một đứa con ngay sau đây để được biết thêm một câu chuyện về tình nghĩa của chị em gái. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi lại ốm yếu, bệnh tật, nên hoàn cảnh gia đình tôi lúc ấy thật khốn khó. Nhà tôi có 3 chị em và tôi là con thứ 2 trong gia đình. Trên tôi có một chị gái hơn tôi 6 tuổi và một cậu em trai kém tôi 4 tuổi. Là chị cả trong gia đình, chị gái tôi sớm phải nghỉ học để làm lụng nuôi các em ăn học và chăm mẹ già ốm đau. Hồi đó nhà vợ tôi nghèo lắm. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ. Cả ngày nhà chỉ ăn được một bữa tối. Sáng mai vợ tôi và đứa em phải nhịn đói đi học. Buổi trưa về có củ khoai, củ sắn ăn kèm với dưa cho qua bữa đói. Tối đến, lúc chị tôi đi làm hay đi chợ về mới có ít gạo để nấu cơm. Lúc ấy chị gái tôi ngày mùa thì đi gặt thuê, cuốc mướn, ai bảo gì làm nấy. Những lúc nông nhàn, chị lại chạy chợ buôn bán để lấy gạo nuôi cả nhà. Nói là chạy chợ, nhưng thật ra chỉ đủ tiền để buôn rau mua từ vườn nhà của người ta rồi bó mang ra chợ bán. Mà ở quê thì nhà ai mà chẳng có rau, nên có hôm ngồi cả ngày cũng chỉ bán được dăm ba mớ. Nhiều khi thấy chị thức khuya dậy sớm, sớm hôm tần tảo, tôi cũng muốn nghỉ học để đỡ đần chị. Nhưng chị tôi dứt khoát không đồng ý. Chị bảo bố mẹ và chị đã khổ rồi, nên không muốn tôi và em tôi phải khổ nữa. Nhà mình khó khăn nên các em càng cần phải cố gắng học giỏi, có như thế mới có cơ hội thoát khỏi kiếp nghèo khổ này được. Thế là từ hôm ấy, chị luôn dành những việc, phần việc của tôi và em trai tôi để chúng tôi có thời gian học bài. Không biết có phải nhờ động lực của chị không mà cả hai chị em tôi đều học rất giỏi. Tốt nghiệp hết cấp 3, vợ tôi thi đỗ vào trường trung cấp Y. Dù gia đình khó khăn là thế, nhưng chị vẫn động viên vợ tôi đi học và góp nhặt để chu cấp cho vợ tôi suốt 2 năm vợ tôi học trên thành phố. Sau hơn 2 năm, vợ tôi tốt nghiệp và được nhận vào làm tại một trạm điều dưỡng của tỉnh. Số lương ít ỏi cũng chỉ giúp vợ tôi trang trải đủ cho cuộc sống của riêng mình, chứ không thể giúp gì cho chị và cậu em trai cũng đang học cấp 3. Rồi tôi lại nhanh chóng lập gia đình và có 2 cô con gái xinh xắn. Chồng tôi làm kinh doanh cho một công ty dược có chi nhánh ở tỉnh, nên cuộc sống của gia đình tôi cũng ngày một khá giả. Gia đình tôi sống hạnh phúc và êm ấm. Chồng tôi tuy trong lòng muốn có thêm một cậu con trai, nhưng anh vẫn rất mực yêu thương chăm sóc 2 cô con gái. Cứ ngỡ cuộc sống gia đình tôi sẽ mãi êm ấm như thế. Ai ngờ có một ngày gia đình tôi lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Sau hơn 10 năm chung sống hạnh phúc, tôi có con riêng. Mà đứa con riêng ấy lại là con trai, và lại là con với chị gái ruột của vợ tôi nữa chứ. Tôi rất bối rối, không biết nên buồn hay nên vui, không biết nên trách hay nên thương người chị gái của mình nữa. Bởi vì hoàn cảnh gia đình, chị tôi đã hy sinh cuộc sống riêng tư để tôi và em trai tôi có một cuộc sống đàng hoàng,
hạnh phúc như hôm nay. Hồi trẻ, chị tôi xinh xắn và đảm đang, lại chịu thương chịu khó, nên có rất nhiều người đàn ông để ý yêu thương. Bây giờ, khi các em đã yên bề gia thất, mẹ cũng đã đi xa, chị tôi lại một mình côi cút. Nhìn chị lủi thủi một mình, không người chia sẻ, nhiều khi tôi thấy mình như mang tội với chị. Vì em trai tôi lập nghiệp ở xa nên thương chị, tôi cũng hay đưa chồng con về chơi thăm chị và động viên chị. Dù tôi biết mình có cố thế chứ cố nữa thì cũng không thể bù đắp được nỗi trống trải trong con người chị. Những ngày nghỉ, vợ chồng tôi đưa hai đứa con xuống chơi với chị lâu hơn. Nhìn chị chăm sóc hai đứa con như chăm sóc vợ tôi và cậu em ngày xưa, khiến tôi thấy bồi hồi. Cứ mỗi lần các cháu xuống chơi như thế, khi mẹ con tôi ra về, chị lại đứng tần ngần ở sân một lúc lâu, như cô níu kéo mấy mẹ con tôi ở lại thêm chút nữa. Có lần chị nửa đùa nửa thật bảo với tôi: "Này, đẻ thêm một đứa nữa rồi mang một đứa về đây chị chăm cho." Tôi vừa đỡ vất vả mà chị là có người bầu bạn. Những khi ấy tôi chỉ cười, nhưng trong lòng thì xót xa vô cùng. Rồi có lần trong bữa cơm gia đình vui vẻ, chị lấy đùa bảo: "Chúng tôi cố gắng đẻ thêm một đứa con trai nữa. Nếu sợ không có người chăm lo cơm nước và con cái, chị sẽ lên làm ô xin không công cho nhà tôi đến trọn đời." Hai đứa con tôi vừa nghe thấy thế đã mừng quýnh hết cả lên. Hai đứa con tôi đặc biệt yêu quý chị. Chẳng thế mà dù tôi không nói, nhưng cả hai đứa đều gọi chị vợ tôi bằng mẹ xưng con, cứ như chúng cũng được chị sinh ra vậy. Sau hôm đó ở nhà chị về, tôi bảo với vợ tôi: "Chị sống một mình như thế cũng tội, hay nhà mình thuyết phục chị lên sống với nhà mình cho có chị có em, vừa tình cảm mà vừa đền đáp được công sức của chị giúp đỡ nhà mình suốt bao nhiêu năm qua." Nghe chồng nói thế, tôi rất xúc động. Tôi cũng đã nhiều lần có ý định đưa chị về sống cùng với gia đình tôi, cho chị đỡ buồn. Nhưng chị tôi lại không thể xa được ngôi nhà nơi chị em tôi đã lớn lên suốt bao năm qua. Chị bảo chị phải sống ở đó để hương khói cho cha mẹ và để giữ lại mảnh đất và ngôi nhà này cho cậu em tôi đang lập nghiệp ở xa. Bởi chị lo rằng ở nơi xa, không biết công việc và cuộc sống của em tôi thế nào, nhỡ có chuyện gì đó xảy đến thì vẫn còn ngôi nhà này để cho cậu ấy trở về. Sau lần ấy, cứ ngày cuối tuần, vợ tôi tranh thủ ghé về nhà thăm chị. Hai chị em tâm sự rất lâu, rất lâu. Chị buồn bã bảo với vợ tôi: "Chị chỉ mong có một đứa con để chăm sóc và là chỗ dựa cho chị lúc về già." Tôi thuyết phục chị nên nhận một đứa con nuôi, vì tuổi chị bây giờ cũng đã cứng nên sinh nở sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, nếu làm thụ tinh nhân tạo, chắc gì mình đã hợp. Chị nghe xong cũng bảo tôi: "Chị không muốn thụ tinh nhân tạo, bởi chị sợ những đứa trẻ sinh ra như thế sẽ không đảm bảo. Sau này sinh ra, sợ nó không bệnh nọ thì tật kia." Nhưng chị cũng không muốn nhận con nuôi, vì chị sợ những đứa trẻ ấy, dù chị có nuôi nấng, chăm sóc đến đâu, nhưng cuối cùng khi lớn lên, nó cũng sẽ tìm về với cội nguồn của nó. Thuyết phục chị thế này không được, thế kia cũng không xong, tôi đành chán nản ra về. Ra đến sân, trời cũng chạng vạng tối. Nhìn vào trong nhà, một mình chị tôi lủi thủi, lẻ loi. Tôi thấy lòng mình buồn vô hạn. Đêm ấy về tới nhà, tôi không sao ngủ được. Tôi đem chuyện chị em tôi tâm sự lúc chiều ra kể với chồng. Nhưng chỉ với mục đích tâm sự để anh hiểu nỗi lòng đang chất chứa trong tôi, chứ tuyệt nhiên tôi không có ý gì khác. Tôi suy nghĩ giây lát rồi bảo: "Này, có lẽ mình nên tìm cho chị ấy một người đàn ông cũng không may mắn trong chuyện vợ con để xây dựng gia đình xem sao. Chị ấy sống một mình lâu quá rồi nên cũng mong..." Vợ tôi nghe thế cũng thấy hợp lý. Vậy mà cô ấy cứ nghĩ lung tung, tính toán mãi mà không nghĩ ra được. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu hỏi han bạn bè, rồi tìm trong cơ quan và cả cơ quan chồng xem có ai phù hợp với chị tôi và thông cảm với hoàn cảnh của chị tôi không. Cuối cùng, qua một người bạn, tôi cũng tìm được một người đàn ông quá vợ, vừa mới nghỉ hưu,
nhưng nhà cửa rất đàng hoàng, mà con cái thì đều đã trưởng thành, lại cũng có gia đình riêng. Các con ông cũng muốn ông đi thêm bước nữa để có người bầu bạn, chăm sóc lúc tuổi già. Vợ tôi mừng rỡ chạy vội về nói với chị chuyện ấy. Nhưng càng mừng rỡ bao nhiêu thì chị lại càng thờ ơ bấy nhiêu. Chị bảo chị hết tuổi để xây dựng gia đình rồi. Hơn nữa, chị cũng không còn trẻ để rung động yêu đương gì nữa. Nên chị chỉ muốn có một đứa con, chứ không muốn lập gia đình. Chị còn bảo lấy người ta rồi, sau này chuyện con chung con riêng cũng phức tạp lắm. Và bằng mọi cách, chị trốn tránh cuộc gặp gỡ mai mối mà vợ tôi sắp xếp cho chị. Thưa quý vị, với mong muốn có một đứa con, cô em gái đã lo nhiều cách, nhưng chị mình không chấp thuận. Liệu còn phương thuốc nào nữa không nhỉ? Mời quý vị tiếp tục theo dõi câu chuyện của chúng tôi, được phát sóng vào Chủ nhật tuần này trên chuyên trang Lao động TV.